Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh tin tức Showbiz Việt Nam. Kính chúc quý khán giả có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời bên chúng tôi. Hoa hậu Kiều Ngân tung hình ảnh nóng bỏng bốc lửa với trang phục ren xuyên thấu quyến rũ. Từ những shot ảnh đội vương miện, váy dạ hội đậm chất hoa hậu cho đến những bức hình cực kỳ gai góc, táo bạo, Kiều Ngân biến hóa vô cùng đa dạng trong bộ ảnh thời trang vừa ra mắt để mở đầu cho sự kiện xuất hiện của mình trước mặt khán giả trong năm 2021. Một năm hứa hẹn nhiều đổi mới và đột phá, én vàng, hoa hậu Kiều Ngân đã trình làng với công chúng một bộ ảnh thời trang đầy màu sắc, đa phong cách, lữ tính nhưng vô cùng táo bạo trong phong cách tạo dáng và thần thái. Kiều Ngân tiếp tục khẳng định hình tượng nữ thần nhan sắc bằng minh chứng là hình ảnh vô cùng quyến rũ khiến bất cứ ai cũng phải lóng mắt khi ngắm nhìn, những không hề mang đến cảm giác phản cảm mà ngược lại mang đậm tinh thần độc lập và mạnh mẽ của một người phụ nữ thời hiện đại. Nữ giám đốc của Fashion TV Việt Nam cho biết để thực hiện bộ ảnh này, cô và ekip đã tốn khá nhiều công sức và thời gian để chuẩn bị. Điều đặc biệt nhất là trong phần trang phục make up. Về concept và bối cảnh, Kiều Ngân có chú ý giữ cho mọi thứ thật đơn giản, sạch sẽ, gọn gàng nhất có thể tôn lên được vẻ đẹp của một trang phục và hình ảnh của chính bản thân nữ người mẫu. Chính vì thế mà bộ ảnh này hoàn toàn được chụp trong studio với phông nền trắng và gần như không có bất cứ một loại đạo cụ nào, nhưng vẫn giúp cho hình ảnh của Hoa hậu Kiều Ngân thật đầy sắc màu, đa phong cách. Trong bộ ảnh này, Kiều Ngân diện đến tổng cộng 5 mẫu trang phục của 3 nhà thiết kế là Võ Thành Can, Thượng Gia Kỳ. Mỗi nhà thiết kế đều có phong cách khác nhau nhưng nhìn chung đều có trang phục giúp làm nên nổi bật cá tính của Kiều Ngân. Với nhà thiết kế Võ Thành Can, đó là mẫu trang phục mang đậm chất hoa hậu với váy xòe xẻ sâu làm từ chất liệu mỏng nhẹ, mang đến hình ảnh một Kiều Ngân rất dịu dàng, truyền thống. Ngoài ra, tôn màu ombre với hai sắc màu tím, hồng của trang phục cũng khiến cho những shot hình này trở nên ngọt ngào, mềm mại hơn rất nhiều. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.